Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn theo dõi chương trình văn hóa thể thao của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại giải đua xe đạp quốc tế Một đường đua hai quốc gia Việt Nam Trung Quốc 2017, một hoạt động thể thao nổi bật được tổ chức nhân kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Lào Cai. Nhưng trước tiên, mời quý vị và các bạn cùng điểm lại một số hoạt động văn hóa thể thao đáng chú ý diễn ra trong tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 8 tháng 7, tỉnh Lào Cai đã long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh, 12 tháng 7 năm 1907, 12 tháng 7 năm 2017. Tới dự chương trình có đồng chí Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí thuộc Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các thành ủy, huyện ủy. Tham dự chương trình còn có đại biểu các tỉnh Hà Giang, Lai Châu, Yên Bái, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Lào Cai qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh, cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai. Với chủ đề Lào Cai miền biên cương ngời sáng, màn sử thi được chia làm 3 chương, thể hiện đầy đủ quá trình xây dựng phát triển của tỉnh Lào Cai, theo dòng lịch sử dựng nước và giữ nước với những trầm tích biên cương. Những trang sử hào hùng tái hiện lại những cuộc đấu tranh cách mạng, thể hiện niềm thành kính, tưởng niệm và biết ơn đến những người con ưu tú đã hy sinh trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, sự hồi sinh của vùng đất biên cương ngời sáng, hội nhập và phát triển. Màn biểu diễn đã mang lại một không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn thể nhân dân trước sự kiện lớn của tỉnh. Khi tôi tuổi cao, năm nay 70 tuổi rồi về hưu, nhưng tối nay vẫn cứ phải ra đây để tham cả và xem cái thành phố Lào Cai của mình đẹp cách đây trước đây 10 năm như thế nào, phát triển quá rực rỡ, mạnh mẽ, và kể cả đường xá và trường trạm và con người cũng rất là thay đổi nhiều. Là một công dân của Lào Cai, chắc tôi cũng như mọi người hết sức phấn khởi và tự hào về những thành tựu của tỉnh ta trong 110 năm qua. Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh được Đoàn Nghệ thuật Dân tộc tỉnh Lào Cai dàn dựng và biểu diễn hết sức công phu, huy động đông đảo đội ngũ ca sĩ chuyên và không chuyên tham gia. Chương trình đã tạo một điểm nhấn trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Lào Cai. Ngày 7 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức lễ trao giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Lào Cai năm 2016 và giải thưởng Văn học nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Lào Cai. Cùng với giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh, giải thưởng Văn học nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Lào Cai đã thúc đẩy tinh thần lao động nghệ thuật, say mê sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh, mang đến cho công chúng những sản phẩm văn hóa nghệ thuật chất lượng đặc sắc, góp phần đắc lực vào việc giữ gìn, phổ biến các giá trị văn hóa, văn nghệ truyền thống các dân tộc tỉnh Lào Cai. Tại lễ trao giải, Hội đồng xét giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Lào Cai năm 2016 đã trao 3 giải A cho các tác phẩm Nghiên cứu văn nghệ dân gian Mo Tang lễ cổ truyền người Nùng Xín Lào Cai của tác giả Vàng Thung Chúng, Tranh rước dâu người Dao Đỏ của tác giả Đỗ Văn Trung và tiểu thuyết Mạch Ngầm của tác giả Nguyễn Văn Cự. Ngoài ra, hội đồng xét tặng giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Lào Cai năm 2016 còn trao 11 giải B, 12 giải C và 11 giải khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc. Riêng giải thưởng Văn học nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày thành lập tỉnh Lào Cai có 35 tác phẩm được trao, gồm 6 giải nhất, 6 giải nhì, 10 giải ba và 13 giải khuyến khích. Cũng nằm trong các hoạt động kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh tổ chức triển lãm ảnh khám phá Việt Nam. Triển lãm trưng bày 110 tác phẩm nhiếp ảnh xuất sắc của 82 tác giả trong cả nước với các chủ đề du lịch biển đảo, du lịch văn hóa, di sản, du lịch sinh thái, thiên nhiên và du lịch thành phố. Đây là bộ sưu tập tác phẩm ảnh nghệ thuật đa dạng, thể hiện được những nét đẹp độc đáo, có tính khám phá về đất nước, cuộc sống, con người, truyền thống văn hóa, phong cảnh, ẩm thực đặc sắc của đất nước Việt Nam. Thông qua các tác phẩm ảnh nghệ thuật được trưng bày tại triển lãm, công chúng sẽ có dịp được đi du lịch và chiêm ngưỡng một Việt Nam tươi đẹp, tràn đầy sức sống, giàu bản sắc văn hóa, từ Hà Giang, địa đầu đất nước, cho đến đất mũi Cà Mau, cực Nam Tổ quốc. Triển lãm ảnh khám phá Việt Nam là một trong những sự kiện văn hóa nghệ thuật của ngành văn hóa, góp phần vào sự thành công của năm du lịch quốc gia 2017 Lào Cai Tây Bắc và là một hoạt động nghệ thuật ý nghĩa chào mừng 110 năm thành lập tỉnh Lào Cai. Chiều ngày 8 tháng 7 tại nhà thi đấu đa năng tỉnh đã diễn ra lễ bế mạc giải cầu lông bóng bàn khối thi đua các ngành quản lý kinh tế tổng hợp tỉnh Lào Cai năm 2017. Đây là giải đấu thiết thực chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày thành lập tỉnh Lào Cai.
Tham gia giải có 120 vận động viên đến từ 8 đơn vị trong khối các ngành quản lý kinh tế tổng hợp. Các vận động viên thi đấu ở các nội dung cầu lông đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ các nhóm tuổi, bóng bàn đơn nam, đơn nữ, đôi nam nữ các nhóm tuổi, thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm. Trong 2 ngày diễn ra giải, các vận động viên đã thi đấu sôi nổi, cống hiến hết mình, mang lại cho khán giả những trận đấu đẹp mắt, kịch tính, hấp dẫn, có chất lượng chuyên môn cao. Sau 72 trận bóng bàn và 88 trận cầu lông, ban tổ chức đã trao giải cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích cao. Quý vị và các bạn thân mến, trong dịp trở lại Lào Cai tham gia chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Lào Cai, gia đình nghệ sĩ ưu tú Lương Hùng Việt, con trai cố nghệ sĩ nhân dân Lương Kim Vĩnh đã hiến tặng cho bảo tàng tỉnh một số tư liệu hiện vật có ý nghĩa do cố nghệ sĩ nhân dân Lương Kim Vĩnh để lại. Theo đó, trong đợt này, gia đình cố nghệ sĩ nhân dân Lương Kim Vĩnh đã hiến tặng cho bảo tàng tỉnh thêm một cây sáo bầu cải tiến, một cây sáo mông cải tiến, một cuốn sổ ghi chép và một số bản nhạc do cố nghệ sĩ nhân dân Lương Kim Vĩnh để lại. Qua đó, nâng số hiện vật mà gia đình hiến tặng cho bảo tàng lên hơn 20 hiện vật. Trong đó, đáng chú ý là cuốn bản vẽ sơ đồ kích thước sản xuất, cải tiến nhạc cụ dân tộc tỉnh Lào Cai. Cuốn sách này có ghi lại toàn bộ hướng dẫn cách làm, kích thước, nguyên vật liệu sản xuất để có thể chế tạo hàng loạt các loại nhạc cụ dân tộc cải tiến như sáo bầu, sáo ghép, kèn pí lè, đàn môi và một số bản nhạc do nghệ sĩ nhân dân Lương Kim Vĩnh sáng tác và thể hiện như Đêm trăng bản mèo, Hẹn hò, Lào Cai mùa xuân gọi bạn. Những cái hiện vật này thì gia đình hiến tặng cho bảo tàng là để cho tất cả những cái khách du lịch của cả nước và thế giới đến thì biết đây là nơi sản sinh ra những nhạc cụ đã được cải tiến và đưa lên sân khấu chuyên nghiệp, và họ biết là ở Lào Cai chúng ta là có một cái nền văn hóa rất là độc đáo và khoe được cái bản sắc của dân tộc chúng ta. Lương Kim Vĩnh là nghệ sĩ duy nhất của Lào Cai cho đến thời điểm này được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Ngoài ra, ông còn nhận được huân chương lao động hạng 3, huy chương vì sự nghiệp văn học nghệ thuật Việt Nam, giải thưởng văn học nghệ thuật Phan Xipang của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai và nhiều giải thưởng huy chương vàng nghệ thuật cho các tiết mục sáng tác, biểu diễn sáo mông cùng các nhạc cụ dân tộc thiểu số. Vì vậy, những hiện vật, tư liệu do nghệ sĩ nhân dân Lương Kim Vĩnh để lại có ý nghĩa quan trọng, giá trị, đóng góp cho sự phát triển của nền văn học nghệ thuật tỉnh Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, dù giải đua xe đạp quốc tế một đường đua hai quốc gia Việt Nam-Trung Quốc năm 2017 đã kết thúc, nhưng dư âm của giải vẫn còn đọng lại đối với những người đam mê thể thao và đặc biệt là môn đua xe đạp. Không chỉ ấn tượng bởi giải được tổ chức một cách chuyên nghiệp với việc tính điểm số bằng chip điện tử, mà giải còn quy tụ được nhiều tay đua đến từ nhiều địa phương có phong trào đạp xe phát triển mạnh của Việt Nam và Trung Quốc. Với 2 ngày thi đấu sôi nổi, các tay đua đã mang lại cho khán giả nhiều cảm xúc cùng những vòng đua ấn tượng hấp dẫn. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại giải đua xe đạp quốc tế một đường đua hai quốc gia Việt Nam-Trung Quốc năm 2017 qua phóng sự của nhóm phóng viên chương trình. Không chùn bước trước khó khăn thử thách, nỗ lực quyết tâm chinh phục đỉnh cao, vượt lên giới hạn của bản thân. Đó là những điều mà các vận động viên đã làm được khi tham gia giải đua xe đạp quốc tế một đường đua hai quốc gia Việt Nam-Trung Quốc năm 2017. Giải đua xe đạp năm nay do tỉnh Lào Cai tổ chức là một sự kiện thể thao có quy mô quốc tế khi thu hút hơn 500 vận động viên đến từ Việt Nam và Trung Quốc. Trong đó có hơn 200 vận động viên Việt Nam của gần 30 câu lạc bộ xe đạp đến từ 16 tỉnh, thành phố trong cả nước và trên 300 vận động viên đến từ 14 địa phương của nước bạn Trung Quốc. Tham gia giải, các vận động viên tranh tài ở hai nội dung là địa hình băng đồng cá nhân nam nữ và đường trường cá nhân nam nữ chia theo hai nhóm tuổi, nam nữ dưới 40 tuổi và nam nữ từ 41 tuổi trở lên. Theo đó, nội dung đua xe địa hình băng đồng diễn ra tại Lào Cai Việt Nam vào sáng ngày 8 tháng 7, còn nội dung đua đường trường được tổ chức tại huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc sáng ngày 9 tháng 7. Để giải đấu được diễn ra an toàn, ngay trước khi giải đua được diễn ra, ban tổ chức là tỉnh Lào Cai Việt Nam và Châu Hồng Hà Trung Quốc đã có nhiều cuộc họp chuyên môn tiến hành khảo sát đường đua, đồng thời chuẩn bị những điều kiện tốt nhất nhằm tăng cường đảm bảo an toàn cho các vận động viên khi xuất nhập cảnh cũng như trong quá trình tham gia thi đấu. Bên cạnh đó, các vận động viên cũng đã có sự chuẩn bị, tập luyện nghiêm túc trước khi đến với giải.
Trước khi đến giải này thì chúng tôi đã tập luyện rất nỗ lực để có được cái chương trình đi thi đấu của giải Lào Cai giữa hai nước Việt Trung. Đây cũng là những buổi giao lưu giữa tình đoàn kết giữa hai nước. Chúng tôi ở đoàn rất xa ở Bình Định cũng thay mặt tỉnh Tây Nguyên để về đây để giao lưu, và thực sự là đây là một cái sự cọ sát và chiến đấu để phân trung hòa thắng bại. Trong hơn 40 đoàn Việt Nam và Trung Quốc về tham dự giải, bên cạnh những cái tên quen thuộc đã từng tham gia ở giải đua các năm trước như câu lạc bộ Nam Anh Bay, Hòa Bình, Vĩnh Yên, T2 Xi Linh, thì năm nay đã xuất hiện thêm những đội đua mới như Bình Định, thành phố Hồ Chí Minh, Cà Mau, Cần Thơ, cùng nhiều đội đua đến từ nước bạn Trung Quốc như Liêu Ninh, Cát Lâm. Từ đó cho thấy giải đấu đã có sức lan tỏa lớn, thu hút sự quan tâm, tham gia của đông đảo người yêu môn thể thao xe đạp trong nước và nước bạn Trung Quốc. Đoàn Lào Cai có 21 vận động viên của 5 câu lạc bộ trong tỉnh tham gia ở cả hai nội dung thi đấu là nội dung đua địa hình băng đồng và đua đường trường. Mặc dù là những vận động viên không chuyên, có chung niềm đam mê yêu thích với bộ môn thể thao xe đạp, tập luyện phong trào rèn luyện sức khỏe, chinh phục chính mình, nhưng đến với giải năm nay, đoàn Lào Cai cũng đã có sự phát triển về số lượng và chất lượng vận động viên so với các giải đua trước. Nhiều tay đua trẻ có nền tảng thể lực kỹ thuật chuyên môn cao như vận động viên Nguyễn Quý Dương sinh năm 2000, Hà Công Kỳ sinh năm 1998. Thi đấu ở quốc tế chúng tôi cũng là lần đầu tiên. Chúng tôi nghĩ là cái điều quan trọng nhất là phải chuẩn bị tâm lý tốt và đảm bảo thành tích là bằng cách là luyện tập chăm chỉ. Thời gian vừa qua thì thời tiết mưa nhiều, tuy nhiên là các vận động viên của đoàn Lào Cai cũng đã rất là cố gắng dành thời gian buổi sáng sớm và buổi chiều muộn để chúng tôi tổ chức luyện tập trên các cái cung đường sẽ tổ chức thi đấu. Trường hợp mà thời tiết không ủng hộ quá thì chúng tôi sẽ đi ở trên những cái tuyến đường thuận lợi hơn để đảm bảo là duy trì được thể lực và rèn luyện được cái tính đồng đội, kỷ luật trong thi đấu. Ngày thi đấu đầu tiên mùng 8 tháng 7 tại tỉnh Lào Cai, Việt Nam đã diễn ra nội dung đua xe địa hình băng đồng với cự ly 30 km, có sự tham gia của hơn 500 vận động viên Việt Nam và Trung Quốc. Lộ trình xuất phát từ quảng trường thành phố Lào Cai theo đường Hoàng Liên vào đường Xuân Diệu, lên đường dạo Nhạc Sơn, đi dọc đỉnh đồi Nhạc Sơn, ra đường chính Đồng Tuyển, sẽ bờ hồ nhà máy Tuyển, qua đường dân sinh thôn Tòng Chú 1, xã Cốc San, đi đường dân sinh Làng San, rồi đường dân sinh xã Quang Kim, ra tỉnh lộ 156, đến đường Duyên Hải, đường Thanh Niên, đường Hoàng Liên và cán đích tại quảng trường thành phố Lào Cai. Mặc dù với một lộ trình không quá dài, nhưng đây là trải nghiệm thú vị và cũng đầy thử thách với các vận động viên. Ngay sau hiệu lệnh xuất phát, các tay đua ở từng nội dung đã đua nhau bứt phá tạo khoảng cách và gây áp lực với các đối thủ bám đuổi. Do thời tiết mưa liên tục trong những ngày vừa qua, nên cung đường mà các vận động viên đua nội dung địa hình băng đồng phải đi qua trở nên vô cùng khó khăn. Nhìn những hình ảnh này cũng đủ để chúng ta thấy được sự dũng cảm, nỗ lực của các vận động viên. Khi đã vượt qua được những cung đường nguy hiểm, khó khăn, các vận động viên lại tiếp tục bứt phá để về đích với thời gian ngắn nhất. Và chiến thắng sẽ dành cho những tay đua không chỉ có thể lực tốt, sự khéo léo mà còn phải có kinh nghiệm thi đấu, kỹ chiến thuật tốt. Trong các tay đua ở nội dung địa hình băng đồng, vận động viên Nguyễn Quý Dương của đoàn Lào Cai là người để lại nhiều ấn tượng với các cổ động viên khi là vận động viên duy nhất của Lào Cai, cũng như đội đua Việt Nam, về đích đầu tiên với thời gian 1 giờ 05 phút 06 giây, chỉ hơn vận động viên nước bạn đúng 1 giây để giành ngôi vô địch ở nội dung nam dưới 40 tuổi. Kết quả chung cuộc, ở nội dung đua xe địa hình băng đồng cá nhân cự ly 30 km, giải nhất lứa tuổi dưới 40 tuổi của nam thuộc về vận động viên Nguyễn Quý Dương của Lào Cai. Lứa tuổi trên 41 tuổi của nam, giải nhất thuộc về vận động viên Sun Xiangwei của Trung Quốc. Nội dung nữ dưới 40 tuổi, giải nhất thuộc về vận động viên Li Jinming của Trung Quốc. Giải nhất nữ trên 41 tuổi thuộc về vận động viên Wang Chunhua của Trung Quốc. Buổi sáng hôm nay thi đấu ở cung đường này thì rất là khắc nghiệt. Ở ngoài này thì mình nhìn rất là bình thường, nhưng mà đi vào trong rừng thì rất là bẩn với cả chưa rất là trơn. Hôm nay thi đấu cho tỉnh Lào Cai thì hôm nay được về nhất ở tại tỉnh Lào Cai thì rất là vui. Xin cảm ơn tất cả các anh em trong ban huấn luyện tỉnh Lào Cai. Đây là một cung đường đua rất khắc nghiệt, thế nhưng tôi cảm thấy rất thích thú vì được trải nghiệm, chinh phục nó và chiến thắng bản thân.
Tôi đã rất cố gắng, nỗ lực để cán đích trong thời gian sớm nhất. Tôi cảm thấy rất vui và cuộc thi này rất có ý nghĩa với tôi. Rất mong sẽ có nhiều cuộc thi như thế này để chúng tôi có dịp được tham gia. Ngay sau khi kết thúc nội dung đua địa hình băng đồng, các vận động viên đã xuất cảnh sang Trung Quốc trong buổi chiều cùng ngày để chuẩn bị cho nội dung thi đấu đường trường ở huyện Hà Khẩu, Trung Hồng Hà, Trung Quốc vào sáng ngày hôm sau mùng 9 tháng 7. Nội dung này có 184 vận động viên tham gia, trong đó có 70 vận động viên Việt Nam, 114 vận động viên Trung Quốc. Theo lộ trình xuất phát từ chợ Việt Nam, Hà Khẩu, Trung Quốc, đua qua Ba Sái đến trấn Ba Sái theo đường cao tốc Hà Khẩu – Côn Minh, quay trở lại vòng 2 và kết thúc hành trình đường đua. Cự ly thi đấu của vận động viên nữ là 40 km, vận động viên nam là 60 km. Cũng giống như ngày thi đấu đầu tiên, thời tiết không ủng hộ, mưa có lúc nặng hạt, thế nhưng không khí tại điểm xuất phát vẫn vô cùng sôi động, náo nhiệt. Từ tinh thần thi đấu đầy quyết tâm của các vận động viên đến sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên. Cà Mau tới đây để tham gia để mà đoạt giải đó thì cũng có tinh thần phấn khởi dữ lắm, cũng hy vọng là mình trong đoàn của mình để mà đạt được cái thành tích tốt. Tôi thấy tất cả đều phấn khởi để tham gia chương trình thi đấu. Mặc dù trời mưa nhưng tôi thấy các vận động viên tham gia giải đều rất nhiệt tình phấn khởi. Đến với nội dung đua đường trường tại nước mình, tôi sẽ cố gắng thi đấu hết mình để đạt được kết quả cao nhất. Chúc giải đua sẽ thành công. Khắp mọi miền đất nước, không phân biệt ở nơi đâu, thì tất cả anh em đã tụ họp ở đây rất là đông, từ có thể là từ 5 đến 600 vận động viên đã tụ họp về và rất là đông các cổ động viên nữa. Thì trên tinh thần thì thấy Ngọc Hằng thấy là tất cả mọi người đều hòa đồng với nhau. Mặc dù trời mưa hơi bức bức, nó không được thời tiết thì không thuận tiện lắm, nhưng mà ở đây là tinh thần thể thao thấy anh em vẫn vui vui với, có thể là đang chuẩn bị để xuất phát. Ngay khi có hiệu lệnh xuất phát, các vận động viên đã thi đấu hết mình với tinh thần quyết tâm cao để đạt thành tích tốt nhất. Chúng ta có thể thấy cung đường đua ở nội dung đường trường khá đẹp, bằng phẳng, nhưng quãng đường đua dài nên các vận động viên yêu cầu phải có thể lực, sức bền tốt cùng những kỹ chiến thuật mới có thể bứt phá về đích thành công. Ở nội dung đua đường trường, thế mạnh vẫn nghiêng về các vận động viên Trung Quốc. Các tay đua nước bạn được đánh giá là có kỹ thuật tốt, sức chịu đựng dẻo dai, đồng thời có phong độ ổn định. Các vận động viên Việt Nam tuy đã rất nỗ lực, nhưng không ít tay đua đã phải dừng lại sau khi mới hoàn thành được 2 vòng đua. Tuy nhiên, chúng ta cũng có những vận động viên thực sự nổi bật như vận động viên Trần Công Thịnh của Võ Đắc Biên Hòa, Đồng Nai. Đặc biệt, ở nội dung đường trường nữ, các vận động viên Việt Nam tuy không về đích đầu tiên, nhưng liên tục xếp hạng cao ở các vị trí 2-3 như vận động viên Tô Thanh Lam của thành phố Vĩnh Yên, Nguyễn Thị Thu, Trần Thị Hải Yến của Cà Mau, Cần Thơ. Sau gần 2 giờ thi đấu, nội dung đua đường trường cá nhân cự ly 60 km, giải nhất lứa tuổi dưới 40 của nam được trao cho vận động viên Zhou Zhongxi của Trung Quốc. Nội dung nam trên 41 tuổi, giải nhất trao cho vận động viên Trần Công Thịnh, đội Võ Đắc Biên Hòa. Nội dung nữ dưới 40 tuổi, giải nhất thuộc về vận động viên Fu Siqui của Trung Quốc. Nội dung nữ trên 41 tuổi, giải nhất thuộc về vận động viên Wang Chunhua của Trung Quốc. Cung đường đó thì hồi nào đến giờ chưa có tập vợt cái đường đó, nhưng mà cũng chuẩn bị vợt của cái cung đường của Việt Nam mình để tập luyện để ra thi đấu đây nước bạn. Cảm xúc của tôi rất là vui khi đoạt được cái thành tích cao nhất ngày hôm nay. Giải đua xe đạp quốc tế một đường đua hai quốc gia Việt Nam Trung Quốc tuy được tổ chức lần đầu tiên nhưng đã để lại nhiều ấn tượng đối với các vận động viên cũng như các cổ động viên của giải. Đặc biệt đây cũng là lần đầu tiên ban tổ chức đưa hệ thống chip điện tử vào để tính giờ cho các vận động viên. Việc sử dụng chip cảm ứng đã góp phần giảm áp lực cho trọng tài cũng như đưa đến kết quả chính xác của các vận động viên. Qua đây có thể thấy giải đua xe đạp do tỉnh Lào Cai tổ chức ngày một chuyên nghiệp hơn qua các lần tổ chức, hứa hẹn đưa địa phương trở thành nơi có phong trào đua xe đạp mạnh trên cả nước. Ấy là tôi thấy tham gia trên 10 năm đi, tất cả toàn quốc này thì tất cả các cái giải phong đàn nào tôi cũng đi, nhưng mà tôi thấy rằng cái giải này là một cái giải rất là lớn và coi như đẳng cấp và coi như là anh em rất là hào hứng phấn khởi, nhất là những người văn dân Việt Nam của chúng tôi và những anh em Trung Quốc cũng rất là thân thiện. Giải đua xe đạp quốc tế một đường đua hai quốc gia Việt Nam Trung Quốc lần thứ nhất được tổ chức năm 2017 tại tỉnh Lào Cai, do tỉnh Lào Cai đăng cai. Đây là một giải có ý nghĩa
hết sức to lớn và thiết thực, bởi vì giải được tổ chức vào đúng dịp kỷ niệm 110 năm ngày thành lập tỉnh Lào Cai. Đây là một giải quốc tế và lần đầu tiên được tổ chức phối hợp giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai và Chính phủ Châu Hồng Hà Vân Nam Trung Quốc và cơ quan thường trực là Cục Văn thể Phát thanh Truyền hình của Châu Hồng Hà và Sở Văn hóa Thể thao Du lịch của tỉnh Lào Cai. Thì chúng tôi cũng cùng các đồng chí trong thành viên ban tổ chức đã chuẩn bị mọi cái điều kiện để tổ chức giải được thành công. Mặc dù qua 2 ngày tiến hành 2 nội dung đua thì đều gặp trời mưa, thời tiết rất khắc nghiệt, địa hình thì phức tạp, nhưng đến giờ phút này thì giải đã được tổ chức một cách an toàn và về chất lượng chuyên môn, chúng tôi đánh giá đây là một giải có chất lượng chuyên môn rất cao. Ngay sau khi kết thúc nội dung đua đường trường ở nước bạn Trung Quốc, ban tổ chức đã tiến hành bế mạc và trao giải cho các vận động viên đạt thành tích cao ở nội dung theo các lứa tuổi. Cụ thể, ban tổ chức đã trao 8 cúp vàng, 8 đĩa bạc và 8 đĩa đồng cho các vận động viên về nhất, nhì, ba ở các nội dung. Nam nữ dưới 40 tuổi nội dung đường trường và địa hình băng đồng. Nam nữ trên 41 tuổi nội dung đường trường và địa hình băng đồng. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng trao 56 giải đồng hạng cho các vận động viên ở các nội dung tương tự. Chương trình Văn hóa Thể thao tuần này của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.